Đây có một lô tại đây thì chất đất này là đất mỡ, nó đỏ đỏ mỡ đỏ này. Thì chị thấy tại chỗ này là rất là đẹp. Khu vực bên đây thì người ta làm nhà Thái quá trời luôn. Trong đây làm view, làm nhà Thái. Với lại vườn nhãn không à. Vườn nhãn này, sát đất mình là vườn nhãn. Đây cái mặt tiền của nó 12 mét thôi. Vào trong nó nở toang toác ra nhé. Đây chị lấy cái lô đất này là tuyệt vời đẹp luôn. Chỗ này khu dân cư người ta trồng toàn nhãn và cái đất chất đất của mình là nó đỏ đỏ vàng ha, đất mỡ đỏ vàng. Cái này là 2 xào 246 mét. 2 xào 264 mét. 64 mét rồi. Thì vào trong kia nó sẽ nở trong cái khu vực nhãn trong nó nở ra. Đấy chị xuống coi luôn, từ đây mình. Rồi chợ Xuân Mộc thì ngay trên đây nhá. Cách chợ cứ chưa tới cây. Đây là hướng này vào thì chạy đường nhựa không?